Video này chỉ mang tính chất giải trí và không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Nếu các bạn thích chơi Roblox thì hãy ghé vào ngay shop phongcantv.net để có thể mua được acc Roblox giá siêu rẻ và siêu VIP. Không những vậy, các bạn có thể mua được Robux với giá siêu rẻ kèm những mini game vô cùng hấp dẫn. Ghé ngay shop Roblox giá rẻ uy tín phongcantv.net. Ok mọi người ơi, bây giờ anh em mình chơi cái này đi. Ai về cuối là phải đãi thêm con cua hoàng đế. Cua hoàng đế nhiều rồi. Mình đổi qua đi, mình đổi qua giờ mình là tôm hùm Alaska đi mọi người. Mọi người thấy sao được không? Ê bạn ơi, mình không có tiền, mình chơi mình áp lực đó bạn ơi. Không sao, vô. Ủa, có ai chạy sen rùa vậy? Vô. Ủa không lận sao mới vô mà có đi chơi rồi vậy? Có khiên, mình có khiên. Có khiên à, có khiên à, được. Có khiên à, có khiên à. Rồi sao cây? Hả, rồi sao cây? Lên đây nè. Làm gì nhau nào. Lên đi. Ở kìa, mất hai cái khiên luôn rồi. Tớp một mà sao. Sim ơi. Cái ơi. Top 1. Ok. Ê! Trời ơi, không lấy được cái bom kìa. No. Ơ sao mà? Em xin lỗi chị. Cái đơn. Xin lỗi thêm nha, thì không muốn làm. Cái gì? Ôi giời. Mèo Simi. Ôi hai phim. Sao cơ? Bột. Tôi xin nhẹ cái tấm bột á. Tấm bột á cay, xin không cay xin. Đây, người ngoài tên cho người quay 500 nè. Cay đó, sao mày chặn đường mình? Cay đó nè, cay đó, xin cái tấm bột nha. Cay đây à. Chịu đây thôi thì chị làm hình đi. Chị chịu thôi luôn đi. Ôi, tôi có hai cái khiên. Tôi có hai cái khiên luôn. Ủa da. Dùng hai cái khiên kỳ ra. Khiên nào nhờ? Khiên nào đây? No. Tóc cuối. Cây ơi. Em hồi hộp quá. Cá mui vượt mình đây kìa mọi người ơi. Cá mui vượt mình đây kìa. Xử mà. Được à, vượt thế nào được vui. Đúng rồi. Mọi người phải di chuyển đúng lúc phải không? Nó đếm 3, 2, 1 phải di chuyển liền. Làm gì? Camui. Ồ, có khiên à, khiên ghê. Làm cái này nè. Làm cái gì? Khiên chống được mà chị. Không giúp được hả? Làm cái này nè, cái ơi. Trời ơi, bị một cái là xuống top 5 luôn má ơi. Ơi, tôi bấm nhầm khiên rồi, cái rồi. Làm cái này nè. Ôi trời ơi. Bạn ơi, mình lách. Lại quay rồi. Ôi bên kia kìa. Sấm chớp. Bùm. Sấm chớp gì? Trời ơi, phai lát rồi các bạn ơi. Chơi là phai lát rồi mà dùng cái đó. Dùng khiên luôn mà. Cây rồi, tí gì hả? Xin nhẹ tới 1 nha. Top 3. Ăn cái vỏ chuối đi. Ui lỡ. Không có khiên. Hút anh không cần nè. Hút là hút sao bạn ơi? Ây à. No. Yeah. Hay quá. À. Trời ơi. Tưởng thua rồi. Ai dèo qua được. Cà mùi bị tung đúng không? Ừ, chị bị pha, chị bị sim tung nè, sim nè, chị tung hoài. Không nhớ hoài vậy. Ôi, may nha. Đoạn đó đáng lẽ là cà mùi top 1 nhưng mà cà mùi bị trúng cái tấm ván và thế là mình vượt luôn.
Ê mọi người ơi, bây giờ mình nói mọi người thế này nè, chúng ta chơi, chúng ta đua, nãy giờ chúng ta cũng đua nhiều rồi, mà bây giờ chúng ta không có phạt, không gì buồn lắm. Bây giờ nhá, ai thua người đó sẽ bị cái phần hình phạt để đi nhớ vui nè. Bây giờ ai thua thì phải đãi cho những người còn lại con tâm hùm Alaska, vậy nó mới vui phải không? Trời, áp lực quá, áp lực quá. Mình đâu có tiền đâu, mình cũng đâu có tiền đâu, nhưng mà tôm hùm Alaska rẻ lắm, có vài triệu à. Có vài triệu mà rẻ. Chơi vậy nó mới vui. Thôi em sao, em sao. Phong, Phong thích là nhất. Bây giờ nè, bây giờ chơi tính điểm nha. Bây giờ nè, hiện tại mình đang có 5 người, về top 1 là 5 điểm, top 2 4 điểm, tính như thế xong đi nó cộng lên. Rồi ok, vô nha. Thế là trò này tôi chơi giỡn luôn mọi người. 2 1 Ui, có xe buýt nữa nè. Trời ơi, xe buýt nữa kìa, oh my god. Trời ơi, đụng cái xe buýt, trời ơi. Lộn đường với má ơi. Thật lộn đường, thật lộn đường nha. Cá muối ơi, ăn hai quả bom đi. Ôi trời ơi, tính làm gì tôi, tính làm gì tôi. Ây da, cái này khiêng trống không được. Cây ơi à. Nguy hiểm quá. Trời ơi, xuống tấp cuối luôn rồi. Ủa hai từ, có ai top 1 vậy? Ở cam mũi top 1 kìa. Xem có phải là xin lạc rồi. Xin lạc luôn năm này chứ vậy. Sao bà mui bao nhiêu khiên quá vậy? Ây da, ai bắn tôi nữa vậy? Đừng bắn tôi nữa. Thương cho tôi đi, không bắn người top 1, bắn tôi hoài vậy. Bắn tôi hoài vậy, thương tôi đi. Thương cho tấm tên cho bà. Sao không bắn cái người top 1, cứ bắn tôi hoài vậy trời ơi. Tại chị top 1, ai biểu chị top 1 chi? Tại tại bảy bảy top 1 người ta bắn người ơi. Chi hà. Bà Sammy muốn ăn tôi cay thiệt. Khoan từ từ, khoan từ, bây giờ tính điểm nè. Mui 5 điểm nè, Mui mới 5 điểm, ai nữa? Tìm 4 điểm. Tìm 4 điểm, rồi ai nữa? Cay 3 điểm. Cay 3. 5, 2, 0, 1. Sao tự nhiên tôi tự nhiên mấy trận đầu tôi thắng, tôi không có chơi cái luật này, tự nhiên bây giờ tôi lại thua ta cây nha. Sao cả? Ok. Ok, làm lại, làm lại. 2, 1. Vô. Ôi cái màn này, cái màn này đúng dài luôn á. Trời ơi, té xuống hồ nữa, nữa cây nữa nha. Yeah, mình vẫn top 1, yeah. Trời ơi, cái màn này nó chóng mặt quá à. Cái màn này nó lộn xộn quá. Ủa đâu rồi? Mình vẫn top 1 các bạn ơi, yeah. Chủ game tôi đâu? À đây. Chơi hồi mà không thấy game luôn. Trời ơi, té xuống nước nữa. Té được. Mồm rồi. Mèo Shippy, đứng lại. Đứng lại chứ. Yeah, yeah, xin lỗi rồi. Yeah, xin dễ cái tấm bộ mì ơi. Rita, nhường mọi người đi trước đoạn luôn. Thế à? Thôi bà
nhớ đúng không? Ai à? Mình đi từ chỗ này tới chỗ khác, giờ đi qua sa mạc luôn chứ. Bị giật điện. Đứng lại cho tôi, đứng lại cho tôi. Kiểu gì? Đứng yên, đứng yên. Ôi trời ơi, đứng yên đi đâu? Cảm ơn Simmy đẩy mình lên, cảm ơn Simmy đẩy mình lên. Top 1 thuộc về tôi rồi. Đâu ra bạn ơi, top 1 nào. Chắc cho bạn. Chắc chứ sao không bạn ơi. Sao tôi xuống top 5 rồi? Top 1. Phải tôi cái này mất hết đồ rồi đâu. Trời ơi. Cái gì tôi mới cao lắm sao? 5 điểm đây. Ok, mui 5 điểm nè. Cai 4 điểm, team 1 điểm, 3 điểm. 2 điểm. Chẳng giờ rồi, cay ghê à. Thiệt luôn á, đang top 1, cay thật sự. Mình làm lại đi. Đâu phải là làm tiếp chứ sao lại gọi là làm lại được các bạn? Không, làm lại là lần này là thắng lại không? Ê, tính ra 2 trận vừa rồi bà mui mới được 5 điểm hết luôn ấy ba. Kỳ cục quá vậy. Chúng ta phải dìm bà xuống đi, thôi bà top 1 và bà ăn cua hoàng đế rẻ. Lên quý vị ơi. Trời ơi, tôi không nhặt được cái gì luôn mấy bạn. Trời ơi, ai bắn pháo tôi vậy? Sammy hả? Sammy ông đầu áp lực lắm mọi người. Đi ở đầu ấy à. Oh my god, quá khó khăn rồi. Sim ơi, lùi lại Sim ơi. Lùi lại mọi người. Cai ơi, Cai dừng bước đi Cai. Cai làm gì vậy? Em ơi, tất cả đứng lại đó tôi. Tôi đi thôi. Ui, chị xanh vào về ha. Trời ơi, không nhặt được cái gì luôn. Thôi bay không nha, mình vừa lên. Trời ơi. Cảm ơn sao xám. Cảm ơn gì top 1? Top 1 này nè. Em có khiên. Em có 2 cái khiên. Khiên là kia. Em có 3 cái khiên. Trời ơi, sao tôi lại đến cuối nữa rồi. Ai đã cứu hộ cứu nạn tôi đây trời ơi. Ai đã đang kéo vậy Bu Gai ơi. Sao tôi top 5 hoài vậy? Trời mày biết không? Oh my god, cái pha đó là đáng lẽ là mình top 1 rồi, nhưng mà ai đó bật cái chiêu ra mình bị cản lại, thế là mình mất luôn. Quái thiệt. Cảm ơn các bạn đã nhường mình 3 top 1. Trời ơi, cay à, sao lúc mà tôi chưa đặt lực thì tôi lại top 1, mà tôi đặt lực tôi lại thua ta, cay ghê. Đặt cái khiên ở phát cuối hả? Em á. Trời ơi, không ơi, chị yêu em rất là nhiều. Mày là mất cái tay bồn của mình lắm. Mình không cố ý, cay ơi, còn sống mà. Sao nghe bà mua bà nói câu đó nghe tức cái nhờ. Đâu, ok em, chị bảo chị yêu em mà tại sao em lại tức? Chị yêu em nhiều lắm luôn ý. Đấy, ok, rồi. Mua mày nói nè, ủa chơi game đua xe nhiều sao top 3, top 4 hoài vậy cay? Vui quá ta nè, cho bảo tố nè. Nè, cho ăn cái nữa nè. Không buộc
Một nào, một nào, một nào, một nào, một nào. Thấy đâu? Một nào. Chiếc bao. Tiêu diệt ba, bao nhiêu chiêu dồn hết cho 13 cho mình cái nên. Bao nhiêu chiêu dồn hết cho 13. Cố gắng rồi, đi cố gắng đi. Một nào muôi, một nào muôi, một nào. Một con vịt sẽ ra hai cái cánh thì có. Cho bà anh đắp cuối luôn cho mình. Mày lấy bà nào như cái chuối. Cá muôi. Chị ghét em đó muôi. Em có thù hằn gì với chị? Trời ơi, muôi lại vươn lên rồi. Muôi lại vươn lên rồi. Em vừa bảo mọi người bắn hết mà chị. Trời ơi, tung cho tường nữa. Đây, bắn muôi nè. Bắn mũi nè, bắn mũi nè. Con tôm hùm Alaska của tôi. Tôi xin dạng cái tôm hùm. Rồi bị con người hoàn tin nó đánh. Không sao, không sao. Không sao, cái đó có mình ở đây không sao cả. Tim ơi, nè nè, cái bắn tim nè. Ui rồi, có kiên à, ui kinh đấy. Ui, có kiên luôn à. Cái à. Cố lên, mình vẫn đang tôm hùm. Cái ơi, cố gắng cá mũi, đừng để cá mũi tôm hùm nữa. Bả đang cao điểm nhất rồi. Yeah! Tiến lên! Yeah! Trời ơi! Trời ơi! Cái nào đây? Cái nào? Từ cái nào đang tâm 1 mà cái nào xuống tâm cuối vậy cái nào? Trận cuối nè. Ghi điểm cho. Rồi, tìm 5. Rồi, mui 4 đúng không? Tâm 3. Đây 1. Cái ơi, tại sao mình đua với xe buýt nhiều mà tại sao mình lại để mình thua vậy cái? Trời ơi, lỗi bà, lỗi. Đấy là trình độ không quan trọng, quan trọng may mắn các bạn. Cũng phải được cái top 1 để lấy lại danh dự chứ. Lên. Yeah. Cái đó ơi, anh em mình phải lấy lại danh dự của anh em mình. Dùng tất cả các chiêu thức dồn cho người mà cá mui hết cho tôi. Trời, ngoài ok ra biết làm gì giờ. Mèo. Mèo xem mấy à. Cái gì? Ui, có kiên là gì coi. Ôi, hết rồi. Cái này nè, phong lên trước đây. No, ai? Ai đụng cho người tôi? Đúng rồi bạn. Xuống tấm năm rồi. Đứng lại hết cho tôi. Cái ơi, cố lên. Mình sẽ đằng sau. Mình im chờ cho bạn. Vẫn tấm một mà. Nói gì? Cái cố lên. Mình sẽ ở sau. Mình im chờ cho bạn. Đúng rồi. Tôi đánh cái mũi lên rồi. Cái chạy đi cái. Chạy đi. Ai đâu một mình cái. Sammy đứng. Sao tôi về tấm năm nữa rồi? Vòng cuối quyết định tất cả nè. Làm gì? Tiến lên! Mèo xem ơi! Mình sẽ kẹt cá mui lại, yên tâm. Đập đập nữa. Tại sao vậy? Tại sao em với tôi vậy? Sao kỳ á ta, sao kỳ á? Tại sao em với chúng tôi vậy? Tại sao lại ăn cho chúng tôi quá vậy? Bây giờ chị em 1, 2, 3, cái đó nó không cần 4 năm. Cây ơi, cây ơi, chúng ta cần đồng minh. Liếm sâu tôi phải mời ông dịch vô. Cho đủ 3 bà lúc đó mới được. Chứ chị em kiểu này, ghê quá, đâu không lại rồi. Chị đâu mới thấy cái cảnh đâu. Phong à, ủa chị bảo, ủa Phong ơi, đang đứng ở tấp 1 cái xì ẩn à, sao Phong xuống. Ủa Phong tấp 1 hả? Trời ơi, tấp 5 liên tục luôn á ông bà ơi. Mà không hiểu sao nha, tôi không hiểu sao tôi lại bị dồn hết tất cả chiêu thức cho người đúng không ba. Kiểu giống như là tôi là để xả đạn vậy đó, cay thật sự. Thôi được rồi. Ok bạn ơi, thôi không nói nhiều nữa. Bây giờ anh em bọn tôi sẽ tổng kết điểm lại để biết ai sẽ là người thua và kết quả. Ai là người thua sẽ được nói trong video sau nha. Các bạn hãy xem video sau để biết ai là người thua trong tập này nha. Ok. Rồi, nếu các bạn muốn một mình vẫn tiếp tục chơi trò này, hãy nhớ like cái video này và comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Còn gì, bye bye. Cay quá. Tại sao hai trận đầu tiên tôi đều
đều được top 1. Tại sao hai trận đầu tiên tôi được top 1 mà mấy trận là tôi cá hay là thua, ta cay thật sự. Vậy nha, bye bye. Cày quá cày rồi.